Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 4 của trang web olm.vn. Các con đều đã biết tới các hàng của một số tự nhiên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một đối tượng mới nữa thông qua bài hàng và lớp. Trước hết cô muốn các con nhắc lại các hàng đã được học đúng rồi chúng ta đã được học về sáu hàng và ta sẽ sắp xếp như sau đầu tiên là hàng đơn vị sau đó tới hàng chục hàng trăm sau hàng trăm sẽ tới hàng nghìn sau hàng nghìn là hàng chục nghìn và hàng mới nhất chúng ta được học đó là hàng trăm nghìn xuất hiện trong các số có sáu chữ số đây chính là thứ tự của các hàng từ hàng đơn vị tới hàng trăm nghìn ở đây có 6 hàng và chúng ta sẽ phân ra thành các lớp. Cụ thể, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị sẽ được gọi là các hàng thuộc lớp đơn vị. Ba hàng còn lại là hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn thì sẽ thuộc lớp nghìn. Cô nhắc lại là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm thì sẽ thuộc lớp đơn vị, còn hàng nghìn hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn thì sẽ thuộc lớp nghìn. Chúng ta được học hai lớp là lớp đơn vị và lớp nghìn. Vậy cụ thể đối với các số tự nhiên thì chúng ta sẽ phân các hàng cũng như các lớp như thế nào? Các con cùng chú ý vào bảng. Với những bài trước chúng ta đã được nói về bảng hàng. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm về lớp bao gồm lớp đơn vị và lớp nghìn. Nhìn vào bảng này các con cũng sẽ thấy đây là ba hàng thuộc lớp đơn vị. Và đây là ba hàng thuộc lớp nghìn. Với số 183 thì đây là số có 3 chữ số, chúng ta sẽ xác định chữ số hàng đơn vị là chữ số 3, hàng chục là chữ số 8 và hàng trăm là chữ số 1. Cả ba chữ số của số này thì đều thuộc lớp đơn vị. Tiếp tục với số 200.691, chúng ta sẽ viết lần lượt các chữ số, hàng đơn vị là 1 hàng chục là 9, hàng trăm là 6, hàng chục nghìn và hàng nghìn đều là hai chữ số 0, hàng trăm nghìn là 2. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là các chữ số thuộc lớp đơn vị của số này là chữ số 6, chữ số 9 và chữ số 1. Tương tự như thế các con hãy cho cô biết các chữ số thuộc lớp nghìn. Đúng rồi, các chữ số thuộc lớp nghìn của số này là chữ số 2 và hai chữ số 0. Với số 234.567, chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Các con viết các chữ số ở các hàng tương ứng như thế này và sau đó chúng ta sẽ xác định ba chữ số thuộc lớp đơn vị là 5, 6, 7, ba chữ số thuộc lớp nghìn là 2, 3 và 4. Như vậy các con đã biết cách xác định hàng và lớp của một chữ số trong một số cho trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập. Bài đầu tiên, đọc các số sau và cho biết chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào. Cô có số đầu tiên và số thứ hai. Các con cần đọc hai số này và cho biết chữ số 5 thuộc hàng nào và lớp nào. Với số đầu tiên, chúng ta sẽ đọc số này là 153.024. Chữ số 5 là chữ số này, chúng ta xác định nó ở hàng chục nghìn. Ở hàng chục nghìn nghĩa là nó sẽ thuộc lớp nghìn. Tương tự như thế, các con hãy đọc cũng như xác định hàng và lớp của chữ số 5 trong số này. Chính xác, số này sẽ được đọc là 100.005. Chữ số 5 thuộc hàng đơn vị và như vậy nó sẽ thuộc lớp đơn vị. Tương tự như thế, các con hãy cùng xác định hàng và lớp của một số chữ số trong các số cho trước dưới đây. Chúc mừng! Như vậy các con đã nắm vững được cách chúng ta xác định hàng và lớp của một chữ số. Bây giờ chúng ta đến với bài tập thứ 2. Viết theo mẫu. Ở đây chúng ta có số 234.845, chúng ta sẽ viết thành các số hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Ví dụ như chữ số 2 này ở hàng trăm nghìn, chúng ta sẽ viết là 200.000. Chữ số 3 hàng chục nghìn thì chúng ta viết là 30.000. Chữ số 4 ở hàng nghìn thì tương ứng với 4.000 chữ số 8 ở hàng trăm, chữ số 4 tiếp theo ở hàng chục và chữ số 5 ở hàng đơn vị. Một số nữa như là số 803.400. Chữ số 8 ở hàng trăm nghìn chúng ta viết tiếp tục là 800.000. Chữ số hàng chục nghìn là 0 chúng ta không viết. Hàng nghìn là 3 chúng ta viết là 3.000. Hàng trăm là 4 chúng ta viết 400. Hàng chục và hàng đơn vị không có, chúng ta sẽ không viết hoặc là số 600.008. Chúng ta sẽ viết nó bằng 600.000 cộng với 8. Tương tự như mẫu này, các con hãy cùng viết cho cô một số số dưới đây. Bài tập tiếp theo, hãy chỉ ra các chữ số thuộc lớp nghìn và lớp đơn vị của số 154.389. Để xác định được các chữ số nào thuộc lớp nghìn hay là lớp đơn vị, trước hết các con hãy cùng nhìn số này. Chúng ta xác định là ba chữ số đầu tiên sẽ thuộc lớp nghìn và ba chữ số còn lại thì sẽ thuộc lớp đơn vị. Thế thì ta suy ra các chữ số thuộc lớp nghìn là chữ số 1, chữ số 5 và chữ số 4. Còn các chữ số thuộc lớp đơn vị là chữ số 3, chữ số 8 và chữ số 9 vậy là ở bài giảng ngày hôm nay cô đã cùng các con ôn lại về các hàng cũng như chúng ta tìm hiểu thêm về lớp đó là lớp đơn vị và lớp nghìn các con cũng đã được rèn luyện kỹ năng xác định hàng và lớp của một chữ số trong một số cho trước cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo của olm vn